nó đang lỗi là hiển thị lỗi là FF ha. Đó, ở đây mình nói về cái lỗi này là do là cái chân DI5 này. DI5, DI6 nó không có nguồn 24V. Nó có không có thứ nhất là hai cái chân này, một chân DI5 thì có nguồn 24V, một chân DI6 thì không có nguồn 24V. Nên dẫn đến là nó hiển thị là cái lỗi đó. Còn nếu mà hai chân đó cùng mạch không có nguồn 24V cùng một lúc thì hiển thị là STO. Sau khi kiểm tra thì phát hiện là cái chân này thì hai cái cặp chân này với chân này này là nó đấu chung về chân này này, mình xong rồi mình đổi lại qua đấu qua chân này thì nó ok rồi đó, ok ha. Đang hiển thị đi nè, bây giờ mình dỡ lên nó bóp ha. Đó, hiển thị là STO và hai cái chân số 5 và DI5 DI6 là nó đang không có nguồn 4V luôn. Mình đóng lại ha, mình đóng lại, dưới đi được ok rồi.